Trong ấn tượng của hậu thế thì các long bào của hoàng đế Trung Hoa thường là mang màu vàng đúng không nào? Vì thế nên từng có giai đoạn màu sắc này được gọi là tượng trưng cho những bậc cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng ít ai biết được rằng vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa lại chọn một màu sắc vô cùng đặc biệt cho long bào của mình. Phía sau chiếc long bào màu đen được Tần Thủy Hoàng và bách tính tôn sùng. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng được coi là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất thiên hạ. Mặc dù sự thống trị của ông bị đánh giá là tàn bạo, nhưng ít ai có thể phủ nhận được một số thành tựu nổi bật của vị vua được mệnh danh là thiên cổ nhất đế này. Thông qua những tranh vẽ còn sót lại, cũng như các bộ phim tái hiện lịch sử Tần Triều, những người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra rằng Thủy Hoàng từ sau khi lên ngôi thường xuyên mặc long bào màu đen. Từ thời xa xưa, long bào không chỉ tượng trưng cho hoàng quyền mà còn được coi là vật có quan hệ mật thiết với quốc gia đại thể. Đây cũng là lý do mà màu sắc và thiết kế của loại trang phục này đều vô cùng được chú trọng. Vậy nguyên nhân nào đã khiến vị hoàng đế ấy lại chọn màu đen làm màu chủ đạo cho long bào? Về vấn đề này, có các kiến giải như sau. Việc Tần Thủy Hoàng mặc áo bào màu đen là kết quả của quá trình tính toán dựa trên ngũ hành. Vào thời bấy giờ, thuật âm dương cùng học thuyết ngũ đức rất được xem trọng. Sử ký của Tư Mã Thiên có ghi lại, Tần Thủy Hoàng cho rằng các triều Hạ, Thương, Chu, Tần lần lượt ứng với Mộc Đức, Kim Đức, Hỏa Đức, Thủy Đức. Như vậy, Tần Triều thuộc Thủy Đức, mà theo học thuyết trên thì màu đen đại diện cho nước, cho nên liền lấy màu sắc này để may long bào, để thể hiện Thủy Hoàng lên ngôi là thuận theo ý trời. Cách giải thích này được phần đông học giả đồng tình. Cách giải thích thứ hai cũng có liên quan tới ngũ hành, tuy nhiên lại đề cập nhiều hơn tới sự nghiệp của Thủy Hoàng. Năm xưa, Tần Thủy Hoàng từng thống nhất lục quốc. Sáu nước này trong mắt ông chính là những ngọn lửa tản mát đang bùng cháy. Theo quan niệm của thuật âm dương thời bấy giờ, Tần Thủy Hoàng ứng với Thủy Đức, nên Tần Quốc có thể ví như nước làm dập tắt những ngọn lửa tản mát kia. Nước dập hết lửa có lúc sẽ để lại một số vệt đen, cho nên lựa chọn màu đen làm màu sắc chủ đạo của long bào cũng tượng trưng cho việc Tần Quốc thống trị thiên hạ, sáu nước kia sẽ chẳng có cơ hội cho tàn cháy lại. Theo một số giai thoại dân gian, Thủy Hoàng vốn mang họ Doanh, từng truyền rằng tổ tiên của ông năm xưa từng có công giúp đại vũ trị thủy, cho nên được thuấn đế ban họ này. Bởi cơ nghiệp của gia tộc Thủy Hoàng có liên quan đến nước, nên người Tần Quốc năm xưa vốn vô cùng coi trọng yếu tố nước trong ngũ hành. Vì vậy màu đen không chỉ được Thủy Hoàng yêu thích mà còn được bách tính hoan nghênh. Dưới thời kỳ Tần Triều trị vì, màu đen không chỉ được dùng riêng cho long bào mà còn phổ biến trong văn hóa đại chúng. Các quan lại thời bấy giờ khi lên thiết triều vẫn thường mặc triều phục màu đen, cờ xí và vải lều trại sử dụng trong quân đội cùng các trang sức nơi hoàng cung, phần lớn đều lấy màu này làm chủ đạo. Tương truyền rằng năm xưa, Thủy Hoàng từng hạ lệnh nếu phát hiện người nào dám dùng loại cờ có màu sắc khác thì sẽ lập tức bị xử tử, kể cả đó có là họ hàng thân thích của hoàng đế. Điều đáng nói là, từ sau khi Tần Triều suy vong, các hoàng đế đời sau dần dần không còn dùng màu sắc trên để tạo tác long bào. Liệu rằng có phải chiếc long bào màu đen của Tần Thủy Hoàng ẩn chứa huyền cơ gì khiến các hậu nhân đều phải kiêng kỵ? Vì sao các hoàng đế đời sau dần kiêng kỵ long bào đen? Sau khi Thủy Hoàng qua đời, Giang Sơn Tần Triều rất nhanh đã đến hồi mạt vận và bị lật đổ bởi Lưu Bang Hạng Vũ. Sau này Hạng Vũ bại trong tay Lưu Bang, Hán Triều kế thừa Giang Sơn thay Tần Triều cai quản thiên hạ. Có giai thoại truyền lại rằng Lưu Bang một mực tin tưởng chính vì Thủy Hoàng chọn màu đen làm long bào nên triều đại nhà Tần mới diệt vong nhanh chóng như vậy. Vì nghĩ màu đen là màu sắc mang đến sự xui xẻo tang tóc, từ thời nhà Hán trở đi, các hoàng đế dần dần ít sử dụng loại màu sắc này để may long bào. Một lý giải khác dựa trên học thuyết ngũ đức thì khẳng định Tần Triều ứng với Thủy Đức, Hán Triều lại thuộc Hỏa Đức, màu biểu trưng cho hỏa là màu đỏ. Vì vậy các hoàng đế nhà Hán lấy màu đỏ làm màu chủ đạo của long bào để thuận theo âm dương ngũ hành, còn màu đen chỉ mang công dụng làm nền. Cũng có ý kiến cho rằng Tần Thủy Hoàng vốn có uy danh lẫy lừng, các vua đời sau biết rằng họ khó có thể đạt tới thành tựu
như vị thiên cổ nhất đế ấy, cho nên dần đổi long bào thành những màu sắc khác để tỏ lòng tôn kính. Tới thời nhà Thanh, màu vàng đã trở thành màu sắc cố định đối với long bào và cũng được coi như biểu tượng của hoàng đế cùng hoàng tộc. Dù có nhiều cách giải thích khác nhau, tuy nhiên sự thực là sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, Tần Triều diệt vong, long bào màu đen cũng dần dần thất sủng. Mặc dù màu sắc này vẫn xuất hiện trên trang phục của hoàng đế, tuy nhiên không còn đóng vai trò chủ đạo, cũng không mang ý nghĩa tôn quý hay được hoan nghênh như vào thời nhà Tần. Tới thời nhà Tùy, màu vàng mới dần được sử dụng để may y phục cho nhà vua. Và phải đến khi Thanh Triều cai trị Trung Hoa, màu sắc này mới thực sự trở thành biểu tượng của hoàng đế cùng hoàng tộc. Tần Thủy Hoàng, người thống nhất Trung Hoa lập ra nhà Tần, là một vị hoàng đế vĩ đại như thế, nhưng ông luôn bị ám ảnh về sự bất tử. Với bản tính đa nghi của mình, ông luôn nghi ngờ những người xung quanh và luôn có cảm giác sợ bị ám sát. Vậy, tại sao một vị hoàng đế lỗi lạc như vậy lại luôn có ám ảnh tâm lý khiếm khuyết lớn đến như thế? Hãy cùng xem video tiếp theo nhé! Điểm yếu lớn nhất của Tần Thủy Hoàng, vì sao người đời lại thấy thương cảm? Năm 219 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng có chuyến Nam Du đi qua núi Hành Sơn, Ngũ Nhạc. Trong lúc đi qua sông Tương gặp phải gió lớn, khó khăn lắm cũng không qua được sông. Hoàng đế nhà Tần nổi cơn thịnh nộ, đòi trừng phạt thần sông. Ông ra lệnh chặt hết cây trên núi Tương để đất đai nơi này lộ ra màu đỏ quạch. Sử ký Tư Mã Thiên cũng từng ghi nhận nhiều lần Doanh Chính, tên thật của Tần Thủy Hoàng, có những phản ứng kích động như vậy. Nguồn cơn của chuyện này là gì? Thuở nhỏ, Doanh Chính sống với mẹ ở Hàm Đan, từng bị nhiều người ở đây ức hiếp. Năm 229 trước công nguyên, nước Tần chiếm được Hàm Đan, Doanh Chính tự mình quay lại Hàm Đan giết sạch những người từng ức hiếp mình trước kia. Mỗi mối thâm thù đều được bị Tần Thủy Hoàng khắc cốt ghi tâm, phương thức trả thù thì vô cùng tàn nhẫn. Điều này bộc lộ một điểm yếu rất lớn của vị hoàng đế vĩ đại. Ông có thể ra tay trả thù dã man, nhưng vết thương trong lòng luôn nhức nhối không thể tự chữa lành. Lịch sử Trung Hoa thời Hán Sở cũng có vị danh tướng bách chiến bách thắng là Hàn Tín. Hàn Tín thuở nhỏ bị người ta ức hiếp, từng nhẫn nhục chui qua háng để tránh phải động thủ với kẻ vô lại, bất chấp bị người đời cười nhạo. Sau này, Hàn Tín thường dùng sự việc này để nhắc nhở mình, làm động lực thực hiện hoài bão. Khi vinh quy bái tổ, Hàn Tín cũng không báo thù kẻ ấy, ngược lại còn cho anh ta vào làm lính trong quân của mình. Người Trung Quốc sau này dùng cụm thành ngữ, Hàn Tín nhẫn nhục luồn chôn để nói lên tâm đại nhẫn của bậc đại trí. So với tâm lý vững vàng của Hàn Tín, Tần Thủy Hoàng lại bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết. Điểm yếu của ông thể hiện nhiều qua sự bất ổn, vui buồn thất thường, đa nghi vô cớ. Riêng việc chặt cây đỏ núi đã phần nào nói rõ bản tính hung dữ mất kiểm soát của vị hoàng đế này. Tính tính đa nghi của ông cũng bị đẩy tới mức hoang tưởng. Doanh Chính cho xây dựng 270 cung điện trong bán kính 100 km quanh kinh đô Hàm Dương. Những cung điện này nối với nhau bằng đường hầm bí mật. Hoàng đế có thể di chuyển tới bất cứ đâu, nơi làm việc và nghỉ ngơi không cố định, vì ông luôn nơm nớp lo sợ kẻ thù biết được chỗ ở của mình sẽ ra tay thủ tiêu. Thủy Hoàng đế thời trị vì cũng có cánh tay đắc lực là thừa tướng Lý Tư. Lý Tư là người có tầm nhìn chính trị, văn học nghệ thuật cũng tài ba. Lỗ Tấn đã từng khen rằng văn chương đời Tần chỉ có mỗi mình Lý Tư. Thế nhưng về tính cách, Lý Tư có chút tự phụ. Khi đi du hành bên ngoài rất phô trương tự mãn, Tần Thủy Hoàng thấy điều này lấy làm không vui. Lý Tư biết chuyện, bèn lập tức sửa chữa thái độ. Nhưng khi vua Tần nhận thấy sự thay đổi của thừa tướng không hề hài lòng và còn bực bội hơn. Có kẻ đã để lộ lời nói của ta. Hoàng đế cho truy lùng xem rốt cuộc kẻ nào đã để lộ lọt những lời của ông nhưng không ai dám nhận tội. Kết cục là Tần Thủy Hoàng đã cho lệnh giết sạch những người thân cận bên cạnh, không trừ một ai. Năm 212 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thực thi lệnh giết các nho sĩ, chôn sống hơn 460 người ở kinh đô Hàm Dương và đày nhiều nho sĩ khác ra biên giới. Lúc đó Doanh Phủ Tô, con trai cả của hoàng đế, đứng ra can vua cha. Thiên hạ mới được bình định, những kẻ đầu đen ở phương xa vẫn chưa theo ta, các nho sinh đều học theo Khổng Tử, nay bệ hạ dùng pháp luật nặng để trói buộc họ, thì thần sợ thiên hạ không yên, xin bệ hạ nghĩ đến điều đó. Lời can trái ý, Thủy Hoàng nổi giận, sai Phủ Tô đi lên miền Bắc để giám sát Mông Điềm xây Vạn Lý Trường Thành ở Thượng Quận.
Phù Tô là người kế vị, thông thường vua sẽ phải giữ bên cạnh để bồi dưỡng, nuôi sự tin tưởng. Nay Thủy Hoàng đế lại đẩy Phù Tô ra vùng biên ải, giao vào tay con quân đội hùng hậu, vậy khác nào cho con cơ hội tạo phản. Quyết định phi lý và sai lầm này của Doanh Chính đều là do đưa ra lúc nóng giận. Câu trả lời nằm trong chính những chấn thương tinh thần của Doanh Chính đã phải chịu từ lúc nhỏ. Một năm trước khi Doanh Chính ra đời, trận Trường Bình kết thúc, nhà Triệu thảm bại, quân Tần bao vây Hàm Đan trong suốt 3 năm. Trang Tương Vương, cha của Doanh Chính, trốn thoát về nước Tần, để lại mẹ con Triệu Cơ, Doanh Chính mắc kẹt lại. Nước Triệu muốn giết hai mẹ con, nhưng Triệu Cơ là con nhà tai mắt ở Triệu, nên hai người giữ được tính mạng. Họ phải lẩn trốn trong nhân gian suốt 7 năm trời đằng đẵng, chịu đủ đắng cay tủi nhục và Doanh Chính liên tục bị mọi người bắt nạt. Lớn lên cùng mẹ, nên mẫu thân là người duy nhất Doanh Chính đặt niềm tin. Thế nhưng niềm tin ấy đã vội vỡ vụn khi Triệu Cơ, đế thái hậu, lại là người đàn bà phóng túng. Khi Tần Vương Doanh Chính còn nhỏ tuổi, Triệu Cơ nối lại tình xưa với Lã Bất Vi và thường xuyên lén lút tư thông với ông. Về sau khi Tần Vương đã lớn, Thái Hậu lại thông dâm với tên hoạn quan giả Lão Ái, còn sinh hai người con riêng với mưu đồ đảo chính. Sự phản bội của chính mẹ ruột như gáo nước lạnh khiến cho Tần Vương không còn tin tưởng vào ai, cảm thấy bản thân quá đỗi thấp hèn. Để che đậy điều này, Tần Vương hành động ngày một ngạo mạn, tự xưng mình là Hoàng đế, Thủy Hoàng đế, tự lập lại lịch sử. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự yếu đuối và cảm giác bất an sâu bên trong ông. Tần Thủy Hoàng nổi tiếng lịch sử là người ám ảnh về sự bất tử, chính bởi bản thân ông là người sức khỏe yếu kém. Nghiên cứu nhà sử học Quách Mạt Nhược, Chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc, được trình bày trong cuốn Sử Ký cho thấy Tần Thủy Hoàng thực tế lại mắc bệnh viêm khí quản hoặc còi xương. Với tư tưởng không tin công thần, không thân bách tính, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày đều tự mình giải quyết 60kg tài liệu mỗi ngày và sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi hoàn thành. Với cường độ làm việc như vậy, tránh không nổi việc vị hoàng đế ngày càng suy kiệt rồi băng hà ở tuổi 49. Lúc này, bao nhiêu quyền lực cũng chẳng thể mang cho Thủy Hoàng đế sự trường sinh. Và chính cuộc sống thuở nhỏ của Tần Thủy Hoàng đã nuôi trong ông một lòng hận thù vô cùng nghiệt ngã, trở thành một bóng đen tâm lý và khiến ông luôn sống trong sự lo âu sau này. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!